Và lúc này thì Ấn Độ vẫn đang phải chật vật ứng phó với các ca bệnh COVID-19 đang gia tăng mạnh, đặc biệt trước sự lây lan của biến chủng virus mới tại bang Uttar Pradesh, trong khi các chuyên gia y tế đang cố gắng đánh giá mức độ ảnh hưởng của biến thể Delta Plus, thì nay lại phải đối mặt với mối lo mới khi biến thể Kappa đã khiến cho một người tử vong ở bang này. Bang Uttar Pradesh đã ghi nhận 2 trường hợp nhiễm biến thể Kappa, trong đó một người đã tử vong. Bệnh nhân tử vong là nam giới 66 tuổi, không có lịch sử đi lại. Những triệu chứng khi nhiễm biến thể Kappa cũng tương tự những triệu chứng ban đầu của bệnh sởi, sẽ xuất hiện 1 đến 2 ngày sau khi nhiễm virus. Tuy nhiên, người nhiễm biến thể Kappa không có hiện tượng bệnh lý ngoài da như sởi. Kappa là một biến thể kép của virus gây bệnh COVID-19, đang gây ra báo động đỏ, khiến cho giới y khoa trên toàn cầu thúc đẩy tiến hành giải trình tự gen để giám sát sự lây lan của biến thể mới này. Trong lúc này, thì châu Á hiện đang là khu vực chịu ảnh hưởng nhất thế giới do COVID-19, với gần 57,5 triệu ca, cao hơn gần 10 triệu ca so với khu vực chịu ảnh hưởng thứ hai là châu Âu. Riêng khu vực Đông Nam Á cũng đang chứng kiến những làn sóng dịch nghiêm trọng tại Indonesia, Malaysia hay là Philippines. Và đáng lo ngại nhất vẫn là Indonesia, khi mà số ca nhiễm mới ở nước này hàng ngày cao thứ ba thế giới, chỉ sau Brazil và Ấn Độ. Indonesia là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại khu vực, ghi nhận gần 2,5 triệu ca nhiễm và gần 60.000 ca tử vong vì COVID-19. Số ca mắc mới mỗi ngày đang tiến tới mốc 40.000 và dự báo có thể lên tới 70.000 ca. Hệ thống bệnh viện đang quá tải, trong khi nguồn cung oxy đã cạn kiệt. Đợt bùng phát dịch COVID-19 mà chúng tôi đối mặt lần này thực sự nguy hiểm hơn lần trước. Virus giờ lây lan rất nhanh. Tại Malaysia, số ca mắc COVID-19 vẫn tiếp tục tăng lên, liên tục vượt qua mốc 9.000 ca mỗi ngày trong những ngày qua. Những lá cờ trắng được dựng kêu gọi cộng đồng giúp đỡ. Tôi có thể nói là vào thời điểm này, rất nhiều gia đình Malaysia đang rơi vào khủng hoảng. Phải nói là rất nhiều, nên đây là cách thức nhỏ để cộng đồng có thể tự giúp nhau trong đại dịch. Lúc này, các nước ASEAN đều đang chạy đua với chiến dịch tiêm vaccine. Tuy nhiên, do nguồn cung còn hạn chế, đến nay tỷ lệ tiêm vaccine còn thấp, với khoảng 5,4% dân số Indonesia được tiêm đủ 2 liều vaccine. Tỷ lệ này ở Philippines là 2,7% và Thái Lan là 4,7%. Singapore là một trong số những điểm sáng khi nước này dự kiến nới lỏng hơn nữa các hạn chế và hoàn thành việc tiêm chủng cho một nửa dân số vào cuối tháng này. Campuchia vừa tiếp nhận thêm 4 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, gồm 3 triệu liều Sinovac và 1 triệu liều Sinopharm mua từ Trung Quốc. Với việc đảm bảo chủ động được nguồn vaccine, thì Campuchia đang xem xét là sẽ tiến hành tiêm thêm mũi thứ 3 và tiêm cho người dưới 18 tuổi vào cuối năm nay. Như vậy, Campuchia đã có hơn 16 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Theo kế hoạch, từ đây cho đến tháng 8, thì Campuchia sẽ tiếp nhận thêm 5 triệu liều vaccine Sinovac và Sinopharm. Với số lượng vaccine này, thì Campuchia đảm bảo hoàn thành chiến lược tiêm chủng cho 10 triệu người từ 18 tuổi trở lên trên cả nước vào cuối tháng 10 hoặc là đầu tháng 11 năm nay. Hiện nay, Campuchia đã hoàn thành tiêm vaccine tại thủ đô Phnom Penh với hơn 2,1 triệu người, đạt tỷ lệ là hơn 99% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm chủng. Còn cả nước đã tiêm được gần 4,8 triệu người, đạt gần 48% kế hoạch. Liên minh châu Âu EU đã đạt được mục tiêu là phân phối đủ vaccine ngừa COVID-19 cho 70% số người trưởng thành ở khối này. Tuyên bố trên được Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen đưa ra ngày hôm qua. Theo chương trình mua vaccine chung của Liên minh châu Âu, thì 330 triệu liều vaccine của hãng Pfizer-BioNTech, 100 triệu liều của hãng AstraZeneca, 50 triệu liều của hãng Moderna và 20 triệu liều của hãng Johnson & Johnson đã được phân phối cho các nước thành viên. Bà von der Leyen nhấn mạnh rằng là các quốc gia thành viên EU cần phải làm mọi thứ có thể để thúc đẩy chương trình tiêm chủng, vì chỉ có như vậy mới có thể thoát khỏi cuộc khủng hoảng COVID-19. Hiện nay, EU còn đóng góp cho cơ chế COVAX nhằm cung cấp vaccine cho những quốc gia nghèo hơn, đồng thời đặt hàng trước thêm nhiều vaccine cho năm tới nhằm ứng phó với sự lây lan của các biến thể mới của virus.